Cái này để làm gì? Đây là cái món da bò. Mình làm gỏi da bò. Mình sẽ cắt ra những miếng như thế này. Miếng dài hình chữ nhật. Quá ngon luôn. Da này là da hôm qua, nên nó hơi đen một xíu. Mà là da hôm nay. Ba cái da. Bò này là bò mảng cánh rồi nên nó dai xíu. Ăn cũng rất là ngon. Bò mảng cánh là bò gì vậy? Tại vì cứ tưởng là cái dao lớn con sắt. Hai người dao lớn thì có thì mình sẽ thử dao thử. Mẹ thấy không? Dao này sắt rất là nhọn. Nhanh. Nhà mình siêu tập dao luôn nhưng mà dao thì không có dao nào sắt hết. Trời ơi. Dao từ hồi xưa không nha. Dao này nó có cắt hơn. Dao Dao nào cũng vậy. Cuối cùng là chọn cái dao cũ. Sau một lần suy nghĩ quay video nó rõ hơn. Xanh. Áo đẹp. Đây là lì xì. À nội Về cái nội chú đi đâu mẹ?